hay dân gian? Nói đi. Em múa đại thôi chứ phải đương đại. Em múa đại thôi. Múa đại thôi à. Cảm ơn mọi người. Dạ. Dạ thưa quý vị, đó là tiếng hát của Tiêu Châu Như Quỳnh quý vị nha, chứ không phải của Vuka. Chúng ta sẽ đến với trò chơi tiếp theo của đêm nay. Trò chơi này có tên là nhanh tay liệt chỉ. Nói nhanh tay là bởi vì các bạn phải thật là nhanh tay để phóng tới nhấn nút. Đó, liền trí có nghĩa là các bạn phải nghe thật kỹ cái đáp án mà anh đọc ra để xác định xem cái đáp án nào đúng để mà lựa chọn. Có nghĩa là thế này, khi anh đọc ra một cái câu hỏi, anh sẽ đọc 8 phương án để các bạn lựa chọn A, B, C, D vậy đó. Và các bạn hãy lắng nghe, đến cái phương án nào mà các bạn cho rằng là đúng thì phóng tới thật nhanh, bấm nút. Nếu như mà là sai thì coi như các bạn tự loại mình khỏi cuộc chơi. Còn nếu như các bạn chọn đó là phương án đúng thì các bạn được quyền đứng lên giọng giạc chỉ thẳng vào đội đối phương, loại một người mà các bạn không thích. Đó. Và một cái đáp án mà các bạn chọn đúng sẽ mang về cho mình được 1 điểm nha. Và cái điều kiện đặt ra là các bạn không được nhích mông lên khỏi cái ghế. Ok. Phải ngồi dính chặt mông xuống ghế, vói tay ra càng xa càng tốt. Và các cô gái có thể bỏ đôi giày cao gót ra nếu muốn. Câu số 1, những ca khúc nào sau đây được khán giả nhớ đến qua giọng hát của ca sĩ Đan Trường? A, Tình Khúc Buồn. Để nghe coi đáp án này đúng hay sai nè. Đó, biết thân biết phận qua bên kia nha. À, cái tiếng tè đó là sai hả? Câu số 2, theo dân gian, những cách nào sau đây thường được dùng để chữa cơm khê, tức là cơm cháy đó nha. A, xịt nước tương vào nồi cơm. Bấm đi. B, xịt nước hoa vào nồi cơm. Rồi, à, bấm đi, bấm đi. Ơi. C, dùng máy hút bụi, hút mùi. Sam, Sam, quá. Nè, D, cái đít kìa, không được nhích lên nha. D, trộn dao sữa chua vào nồi cơm. Trời ơi. E, để một chén gì vậy? Chén gì vậy? Chỉ
cần mới nghe có vài ba chữ đầu tiên thôi là mình đã biết đúng hay sai rồi. Nhưng mà cái vấn đề là chén gì nè? Để một chén than củi vào nồi cơm được đậy kín. Phải biết đâu trúng nha. Em đứng lên đi. Đây là đáp án. Chính xác, chúc mừng em. Ôi nghi ngờ lắm, biết trước đáp án rồi. Không hề. Không hề, vậy mà cái chén gì sao tự nhiên bấm? Cái đó là cái do phản ứng của y chang kia thôi, nhưng mà nó may mắn. Vậy em chọn ai, em loại ai? Bạn này nha. Bạn này. Mà em. Yeah. Im lặng. Không được nói. Đi ra khỏi cuộc chơi này. Hay quá lắm ơi. Mời. Yeah. Số 3. Những con vật nào xuất hiện trong bài hát Bắc Kim Thang? A. Gà trống. B. Rắn. C. Kỳ nhông. D. Chim đại điểu. E. Ếch. Hay quá Lâm ơi. Lâm ơi, một lần nữa em đứng lên, em chọn ai nè? Kính thưa quý vị và các bạn, đây là chương trình dành cho những bạn trẻ, thì vậy em loại bà mợ ra. Con loại mợ đó. Con loại mợ. Cậu của mình em với anh thôi. Em chưa được chơi luôn á. Mời Buka. Cho em bấm vài cái được không? Mời Buka. Bên tổ âm thanh cho em xin cái tiếng chiến thắng em. Câu hỏi, câu trả lời là đúng. Rồi. Câu số 4 nè. Những tháng dương lịch nào sau đây có 31 ngày? Trời. A. Tháng 3. Đáp án này là đúng hay sai? Chính xác. Du ơi, em là lấy lại danh dự cái đội em đó. Ai nói nhiều nhất? Ai nói nhiều nhất? Loại ông ra. Loại ông. Du giật ông ra. Thấy phiền ông ra người về với nhau. Là người. Anh là em. Tôi không bỏ con tôi được. Không có tội đâu. Tôi không bỏ con tôi được. Trời ơi. Anh Lâm ơi. Trời ơi. Cho ông tự đi đi. Đi nha. Qua mở bóc nho cho ăn đi qua nè. Buông ra đi con ơi. Trời ơi. Không có tội nghiệp đâu anh Lâm à. Không có tội nghiệp đâu. Chưa bao giờ tôi thấy một thành viên nào bị loại mà khán giả cổ vũ cuồng nhiệt như vậy. Câu số 5. Những món ăn nào sau đây thường không được xem là món tráng miệng? Không được xem là món tráng miệng nha. Giói tay ra bom. Du, đó, chuẩn bị. A. Chè mè đen. B. Chè khúc bạch. C. Bánh flan. Bám luôn. Sao em muốn suy sụp vậy bom? D. Bánh đúc. Chính xác. Đúng không? Đúng không? Chính xác. Bấm đại không? Chính xác. Ờ, vậy được. Đúng không? Chính xác. Bom ơi, em được chọn một trong hai cô gái đẹp loại này. Lộ Quỳnh đi, bom Lộ Quỳnh á. Thôi, Yến đi, Yến nha, Yến nha. À, loại Yến. Yến ơi, xách giày đi Yến, em. Yến, xách giày qua đây. Ngoài đây. Đi em. Câu số 6. Những sáng tác nào sau đây là của nhạc sĩ Tiên Cookie? A. Túp lều lý tưởng. B. Anh không đòi quà. Bom. C. Lâu đài tình ái. D. Gửi anh xa nhớ. Bấm. Gửi anh xa nhớ là phải. Bài này có phải của Tiên Cookie hay không? Chính xác. Loại ai? Anh ra đi anh. Đang. Tài quán. Lần đầu tiên mà nó gây cấn đến như vậy là bởi vì ngang tài ngang sức cả hai. Bây giờ mỗi đội còn có một thành viên thôi. Bên nào bấm chuông mà đúng chính xác cái đáp án còn lại này thì các bạn đương nhiên sẽ là người chiến thắng. Giơ tay nè các bạn. Câu số 7. Những nhân vật nào sau đây có trong tiểu thuyết Tắt Đèn của nhà văn Ngô Tất Tố? A. Táo giao thông. Bài kỳ vậy. B. Chí phèo. C. Chỉ dấu. Hay quá Quỳnh ơi. Đáp án này là chính xác. Và Tiêu Châu Như Quỳnh đã loại luôn thành viên cuối cùng, đó là bạn Du. Chúc mừng đội của Tiêu Châu Như Quỳnh. Nào các bạn. Hồi hộp quá. Và kết thúc cái trò chơi này thì bên đội của Du loại được 3 thành viên của bên đây, ghi được 3 điểm.
bên đội của Hùng Di. Người còn lại là Tiêu Châu, Như Quỳnh đã xuất sắc loại tất cả thành viên còn lại của đội bên đây. Quá Quỳnh ơi. Cho nên ghi trọn vẹn 4 điểm cho đội của mình. Và bây giờ trò chơi thứ hai đã làm chúng ta tiêu hao quá nhiều năng lượng. Hãy qua bên kia uống nước ăn trái cây một chút nha các bạn. Đi nào.